Ở thời điểm hiện tại, có lẽ không chỉ các cổ động viên mà toàn bộ cầu thủ trên khắp các mặt cỏ hàng đầu châu Âu đều đang hướng về World Cup 2022. Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh chỉ còn cách chúng ta đúng một tuần nữa. Để rồi trong vòng đấu cuối cùng của Premier League ngay trước khi tạm nghỉ, Man City đã không thể thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal và thậm chí còn để cho pháo thủ nới rộng khoảng cách lên còn 5 điểm. Nhưng bên cạnh đó, gã nhà giàu mới nổi Newcastle đã tận dụng tốt cơ hội khi đối đầu với Chelsea để có được 3 điểm và xây chắc vị trí thứ 3. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc top 4 mùa giải năm nay đang dần thành hình và chỉ còn duy nhất một cơ hội cho những ông lớn còn lại trong nhóm Big Six. Sau loạt trận tối thứ 7 vòng 16 Premier League, Spurs đã tạo ra cách biệt 6 điểm với đội đang đứng thứ 5 là Manchester United dù thi đấu nhiều hơn 2 trận. Nhưng khi nhìn vào 3 vị trí còn lại trong top 4 vào lúc này, người hâm mộ có lẽ đã phần nào mường tượng ra được hình bóng của 3 trên 4 gương mặt đã sẵn sàng xây chắc cho mình vị trí ở nhóm tham dự Champions League mùa sau. Arsenal đang có cho mình thành tích tốt nhất lịch sử câu lạc bộ sau 14 trận đấu đầu tiên của mùa giải Premier League. Cú đúp của đội trưởng Martin Odegaard đã giúp cho pháo thủ nới rộng khoảng cách với Man City lên thành 5 điểm và có thể tạm thời yên tâm dõi theo những diễn biến của World Cup. Người hâm mộ sân Emirates lúc này có lẽ đang mơ về một cơ hội thực sự để cạnh tranh cho chức vô địch thay vì chỉ là một vị trí trong top 4. Trong khi đó, Man City dù đã xảy chân đáng tiếc nhưng có lẽ sẽ chẳng có ai có thể thực sự đặt ra nghi vấn về việc đoàn quân của Pep Guardiola có thể có được một vị trí trong top 4 vào cuối mùa này hay không. Để rồi khi Newcastle đang từng bước khẳng định vị thế cũng như chỗ đứng của mình ở ngoại hạng thì cũng đồng nghĩa với việc vị trí còn lại trong top 4 sẽ là cuộc cạnh tranh của cả Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur cùng với Manchester United. Quỷ đỏ lúc này đang là cái tên bám sát top 4 của hạng đấu cao nhất nước Anh với 23 điểm có được sau 13 vòng đấu. Đoàn quân của huấn luyện viên Erik ten Hag đang từng bước vượt qua những khó khăn ở giai đoạn đầu mùa để lấy lại được vị thế của ông lớn hàng đầu nước Anh. Vị trí lực gia người Hà Lan hiểu rõ rằng chỉ một vị trí trong top 4 vào cuối mùa mới có thể giúp cho Manchester United thực sự chứng minh cho tất cả thế rằng họ đã trở lại với đường đua của nước Anh. Tuy nhiên, sự ổn định ở thời điểm hiện tại vẫn đang là yếu tố mà Quỷ Đỏ thiếu đi để có thể thực sự biến bản thân mình thành đối trọng của những ông lớn hàng đầu xứ sở sương mù. Việc không thể thu được những điểm số tối đa mỗi khi đối đầu với những đối thủ được đánh giá thấp hơn đang khiến cho Quỷ Đỏ phần nào đánh mất lợi thế trong những cuộc đối đầu trực tiếp với những ông lớn trong nhóm Big Six. Do đó, trong một cuộc đua đường dài với những cái tên khác, đội chủ sân Old Trafford cần phải tìm ra cách để duy trì được phong độ, nhất là trước những cái tên được đánh giá thấp hơn để có thể tối ưu hóa những lợi thế mà mình giành được. Vị trí thứ 5 lúc này có thể coi là thành tích chấp nhận được trong một mùa giải mà những nét tích cực đã bắt đầu xuất hiện trở lại trong cách lựa chọn nhân sự cũng như xây dựng lối chơi của ông thầy người Hà Lan. Nhưng nếu thực sự muốn quay trở lại với nhóm dự cúp châu Âu mùa giải tới, thì Manchester United thực sự cần tới một sự đột phá trong giai đoạn nửa sau của mùa giải. Tuy nhiên khi nói về sự ổn định thì không chỉ có Quỷ Đỏ đang gặp phải những vấn đề nhất định, mà Liverpool, đương kim á quân của giải đấu cũng đang phải đối mặt những vấn đề của riêng mình. Trái ngược hoàn toàn với phong độ cao ở Champions League thì câu chuyện của The Kop ở sân nhà Premier League lại đang phải đối mặt với những thách thức đến từ việc duy trì được phong độ của các trụ cột trong đội hình. Đoàn quân của huấn luyện viên Jurgen Klopp đã phải nhận tới 4 trận thua ở giải Ngoại hạng Anh mùa này, con số gấp đôi với chính những gì mà họ phải nhận sau 38 vòng đấu ở mùa giải trước. Sự khác biệt đáng báo động đến từ việc hầu như những trụ cột nơi hàng thủ của đội chủ sân Anfield đều gặp phải những vấn đề về mặt phong độ cũng như những rắc rối liên quan tới chấn thương. Mặc dù vậy thì điểm tựa của đội bóng vùng Merseyside vẫn sẽ là hàng công với những gương mặt ưu tú như Firmino, Salah cùng sao trẻ đang dần tìm thấy nhịp điệu của mình là Darwin Núñez. The Kop đã có cho mình 28 pha lập công sau 14 trận đấu tại Premier League mùa này với hiệu suất trung bình 2 bàn một trận. Đây có thể coi là con số cực kỳ đáng khích lệ với đội bóng thậm chí đã từng đứng ở vị trí thứ 9 cách đây 2 vòng đấu nhưng lúc này đã leo lên nhóm có vé tham dự Cúp châu Âu mùa sau. Nếu phải đưa ra một cái tên để đặt niềm tin trong suốt giai đoạn còn lại của mùa giải để có được một vị trí trong top 4 thì Liverpool sẽ là một lựa chọn không hề tệ. Bản lĩnh của đương kim á quân Premier League đã được thể hiện xuyên suốt những mùa giải vừa qua khi họ luôn là đối trọng đáng gờm nhất với Man City trong những cuộc đua song mã hướng tới chức vô địch. Bản lĩnh cùng sự ổn định sẽ chính là điểm mạnh nhất của The Kop trong những cuộc đua đường dài. Và dù đang phải đối mặt với những vấn đề nhất định thì thầy trò huấn luyện viên Jurgen Klopp vẫn có được chỗ đứng cho riêng mình ở cuộc đua này. Trong khi đó thì cái tên đang thực sự phải đưa vào tình trạng báo động lúc này chính là Chelsea dưới thời tân thuyền trưởng Graham Potter. The Blue đã không thể tận dụng cơ hội thu hẹp khoảng cách với top 4 của Premier League khi phải nhận thất bại với tỷ số tối thiểu trước Newcastle vào rạng sáng nay. Thêm một trận thua nữa ở đấu trường quốc nội và đội chủ sân Stamford Bridge đã trải qua chuỗi 5 trận liên tiếp không thể giành được chiến thắng ở Premier League. Trong số đó thì có tới 3 trận thua liên tiếp trong 3 vòng đấu gần nhất. Sau quãng thời gian trăng mật, ông thầy người Anh đang dần cảm nhận được sự khắc nghiệt cũng như những sự khác biệt khi nắm trong tay một đội bóng nằm trong nhóm Big Six thay vì chỉ là Brighton, cái tên thường xuyên nằm ở khu vực giữa bảng xếp hạng.
Đến với đội bóng lớn như Chelsea thì áp lực của một vị huấn luyện viên chắc chắn sẽ phải là duy trì được vị thế cũng như một vị trí trong nhóm có được tấm vé tham dự Champions League qua từng mùa giải. Với những sự bổ sung mạnh mẽ về mặt lực lượng của mùa giải vừa qua thì nhiệm vụ của đội bóng London mùa này không khác gì ngoài tấm vé đến với sân chơi danh giá nhất lục địa giả mùa giải năm sau. Nhưng cho tới lúc này thì cựu thuyền trưởng Brighton vẫn chưa thể tìm ra được phương án tối ưu nhất để cụ thể hóa những sự hậu thuẫn mà họ nhận được từ bà lãnh đạo của câu lạc bộ. Vị trí lực gia người Anh dù đã được đảm bảo rằng vẫn sẽ giữ được chiếc ghế nóng ở sân Stamford Bridge kể cả khi không có được tấm vé dự Champions League thì bản thân ông có lẽ cũng hiểu rằng chỉ có tấm vé đó mới có thể cho thấy giá trị thực sự của ông. Tottenham Hotspur chính là cái tên cuối cùng sẵn sàng cạnh tranh một cách sòng phẳng cho một vị trí trong top 4 ở mùa giải năm nay. Có lẽ người hâm mộ vẫn nhớ rõ ràng Spurs đã vượt qua vô số những áp lực cũng như khó khăn để có được tấm vé tham dự Champions League trong những vòng đấu cuối cùng ở mùa giải trước. Bản lĩnh một lần nữa đang được thầy trò huấn luyện viên Antonio Conte thể hiện ở mùa giải này, khi mà cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trước Leeds United rạng sáng này chính là minh chứng rõ rệt nhất. Một vị trí nằm trong top 4 ở thời điểm hiện tại cũng là thành quả xứng đáng cho hành trình khẳng định chỗ đứng thực sự của đội bóng London trước những cái tên giàu truyền thống khác của xứ sở sương mù. Trong tay Spurs lúc này có cho mình sự phục vụ của Harry Kane, chân sút có thể coi là toàn diện bậc nhất của nước Anh. Họ có trong tay Son Heung-min, vua phá lưới của Premier League mùa trước và bên cạnh đó là sự hỗ trợ của rất nhiều những vệ tinh chất lượng đã giúp cho đội bóng London có được vị trí đầu bảng ở Champions League mùa này. Nhưng đối với một cuộc đua đường dài, sự ổn định về mặt phong độ một lần nữa trở thành vấn đề khiến cho người hâm mộ hoàn toàn có thể đặt ra nghi vấn về cơ hội dành cho Spurs. Những trận thua trước những đối thủ trực tiếp như Man United hay Liverpool đã khiến cho Spurs tự đánh mất đi cơ hội của chính mình trong cuộc đua này. Nếu thực sự muốn giữ cho mình một vị trí trong top 4, thì Spurs chắc chắn sẽ cần phải có thêm những phương án cùng sự chuẩn bị kỹ càng cho phần còn lại của mùa giải. Với sự nổi lên của một đại gia mới nổi như Newcastle United, chắc chắn cuộc đua giành lấy tấm vé thứ tư tham dự Champions League mùa sau sẽ lại càng trở nên nóng bỏng ở Premier League. Khi mà top 3 đội dẫn đầu đang dần thành hình, thì người hâm mộ chắc chắn cũng chẳng thể dám chắc rằng đầu sẽ là đội bóng còn lại có thể tận dụng được cơ hội của mình giữa Man United, Liverpool, Chelsea cùng với Spurs. Và nếu như phong độ này của chiếc chòe được duy trì tới cuối mùa giải, có lẽ sẽ không bất ngờ nếu Premier League có thêm khái niệm Big Seven ở mùa giải năm sau. Cách pre-order tập 2 của Chuyện Bí ẩn Ozone dễ nhất. Cách 1, pre-order qua quickscan.vn. Đầu tiên hãy truy cập vào đường link mà chúng mình đã chia sẻ. Đối với máy tính, các bạn hãy đăng nhập trực tiếp bằng tài khoản quickscan đã có sẵn. Nếu chưa đăng ký tài khoản quickscan, mọi người có thể link với Facebook hoặc Gmail để đăng ký nhé. Còn nếu bạn muốn đặt mua qua điện thoại, hãy truy cập đường link bằng cách sao chép đường dẫn tới trình duyệt web có sẵn trên điện thoại như Safari, Internet. Sau đó, bạn có thể đăng nhập tài khoản có sẵn hoặc đăng ký một tài khoản mới qua Facebook hoặc Gmail. Tại đường link vừa truy cập, bạn có thể dễ dàng đặt mua truyện theo số lượng mong muốn bằng cách lựa chọn như trên hình. Sau khi đã ấn chọn mua, hãy vào giỏ hàng của bạn để lựa chọn hình thức thanh toán phù hợp cùng địa điểm nhận hàng nhé. Bạn có thể sử dụng ví WeScan siêu tốc, quét QR code VNPay hoặc thanh toán khi nhận hàng để có được tập 2 bộ truyện tranh Bí ẩn Ozone nhé. Cách 2, pre-order qua website taqua.vn. Đầu tiên hãy truy cập website taqua.vn theo đường dẫn mà chúng mình chia sẻ. Tại đây bạn có thể ấn vào logo góc phải màn hình để đăng ký tài khoản Taqua thông qua Facebook hoặc Gmail. Bạn cũng hoàn toàn có thể đăng ký bằng những thông tin cá nhân của mình theo hướng dẫn tại đây nhé. Sau đó bạn hãy chọn ngay phần cửa hàng góc trên cùng để có thể truy cập vào hệ thống cửa hàng của Bí ẩn Ozone. Tại đây bạn có thể chọn mục truyện để order tập 1 của Bí ẩn Ozone và tất nhiên bạn cũng có thể pre-order ngay tập 2 của Bí ẩn Ozone tại đây bằng cách ấn vào cuốn truyện bạn muốn sở hữu. Bạn có thể lựa chọn số lượng mong muốn ngay tại đây, sau đó chọn mua ngay để có thể tiến hành thanh toán. Hãy điền những thông tin cá nhân của bản thân để có thể nhận được sản phẩm một cách nhanh nhất. Bạn có thể thanh toán qua hệ thống VNPay hoặc thanh toán khi nhận hàng nhé. Đặc biệt mọi người đừng quên nếu pre-order tập 2 của bộ truyện Bí ẩn Ozone từ ngay bây giờ thì bạn sẽ nhận được tấm lịch World Cup 2022 độc quyền từ Taqua nhé. Chúc mọi người thành công!